cái dòng lan mới về cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, các bạn mua thì nhanh tay lên nha. Đây, rất là đẹp, rất là đẹp các bạn nha. Đầu to, đầu to châu sáng rồi, nhìn rất là đẹp nha. À, mình mua thì mình tranh thủ lên. Đó, rất là đẹp các bạn, châu cực kỳ sáng nha. Em xin chào các bạn đã trở lại kênh Cát Kiện chấm em của mình. Thì hôm nay mình có về một cái số dòng của lá hán, thì hôm nay nó đang hụt hàng bán các bạn. Do thời tiết mưa bão, nói chung là tùm lum chèn hết. Đó thì mình đã không có cá bán trong khoảng một tuần rồi. Hiện tại mình đang đổ rồi nè, các bạn xem nhiều lắm. Rồi mình sẽ quay chi tiết vài con này, rồi sau đó mình sẽ đưa lên hồ. Thì giấc này rất là khuya rồi, tại vì cá về rất là rẻ các bạn. Thì giấc này khoảng 12 giờ rồi. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại. Rồi ngày mai mình sẽ phân mã số cho anh em lựa chọn nha. Thì hôm nay cá về rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đó. Đây là cá lá hán của mình mới về. Đó, anh em xem thế nào. Đó, đủ màu cho các bạn nha. Đó. Thì có nhiều anh em kiếm châu bạc nè, rồi châu xanh nè, và những anh em kiếm ba màu nè và màu đỏ. Thì cái dòng mà cái đỏ nguyên con thì mình không có hẹn anh em nha. Bây giờ mình sẽ soi giúp vài con thôi, cái giấc này mình nói cũng không có hết. Thì giấc này khuya rồi mà, cái này mình thiệt mình mệt và đuối luôn á. Bây giờ mình bắt vài con soi đây các bạn. Soi cái con đầu tiên này, nó rất là đẹp. Cá này trâu khá là sáng các bạn nha. Đây những cái con trâu nè, cá này bá cháy luôn các bạn, rất là đẹp nha. Cái đầu chà bá cũng có luôn này, một con đầu chà bá luôn. Thì những cái con này thì anh em nhanh tay nha, anh em nhanh tay nha, cái đó là mình nói trước luôn á. Đó, anh em nhanh tay để mình sở hữu, tại vì mỗi một đợt cá khác nhau, cái đẹp cái xấu là tùy các bạn thôi. Những các bạn mua thì mua liền tay. Con này cái body rất là đẹp, đầu trâu, đầu trâu rất là đẹp, đầu xà bá luôn các bạn nha. Còn anh em mà thích màu đỏ nên mình kiếm cái màu đỏ nhiều có đây. Em tiếp màu đỏ mình mua con này rất là đẹp các bạn nha. Các bạn coi những con đó là trâu sáng trưng luôn á. Có cái con này khá là lạ các bạn ha. Đây con này ba màu nha các bạn, ba màu nha. Đó. Đó, cái dây bơi đó các bạn rất là dài, dần rất là đẹp. Đây. Cái này nó mới về, nó hơi bị đuối các bạn nha. Giờ mình sẽ cho nó vô, chuẩn bị cho nó vô hồ. Giờ quay lâu quá cũng không được. Đó. Cái đợt này rất là đạt nha các bạn, rất là đạt luôn, rất là đẹp nữa. Con trâu xanh trà bá các bạn nha. Đủ kích cỡ, những cái dòng ông thọ cũng có nha. Được vài con nha các bạn nha. Ai mua thì nhanh tay sớm thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp. Là mã số 1 như thường lệ nha các bạn nha. Và đây con mã số 1. Mình sẽ quay chi tiết cận cảnh từ quay đến vớt ra cho các bạn xem kỹ lưỡng nha. Và đây là con đầu tiên. Con này là cái hạt trâu nó nhỏ. Cái màu nó trắng nha, trắng mà trắng hồng nha các bạn nha, cái đầu nó màu hồng nha. Cái này các bạn cho một cái đẹp màu, nó vẫn lên màu đỏ rất là đẹp. Và đây mình ám sát, áp sát cái kiếm cho các bạn xem nha. Ở đây cái đuôi rất là to và dài nha các bạn nha. Đây là con mã số 1. Và bây giờ mình sẽ vớt lên trên nè. Và con này là ba ngón tay các bạn nha.
bàn ở đây. Bàn ở đây. Và ở đây mình quay mình dùng cái đèn trắng nha, không dùng đèn màu nha. Và đây là con mã số 1. À, quay chi tiết cận cảnh từ A tới Z cho các bạn xem. À, mình chỉ nói cho con mã số mấy là mình sẽ gửi cho các bạn nha. Rồi và tiếp tục là con mã số 2 các bạn nha. Và đây là con mã số 2. Đây. À, cái con này là cái nó cũng màu hồng hồng nha các bạn. Và cái con này là trâu sáng nha, trâu rất là sáng. Trâu rất là sáng và cái đuôi body đều rất là chuẩn và đẹp nha các bạn. À, thì những con cá mới về nè đều size trên dưới 3 ngón nha. À, bây giờ mình sẽ bắt và mình ám sát tường cho các bạn xem. Đây. Đó, size nó là 3 ngón, trên dưới 3 ngón các bạn nha. Đó, mình quay rất là chi tiết cho các bạn dễ lựa chọn. Đó, chúng ta cũng có thể ở tại nhà lựa chọn, không cần thiết phải đến shop nha. À, và cái con này cái trâu rất là sáng. Đây mình có trên cao luôn nè, cho các bạn xem cho kỹ nha. Đó, con này trâu rất là sáng luôn. Cái màu nó không phải màu đỏ đậm nha các bạn, và cái màu đó là màu đỏ hồng. Nó trâu thì trâu xanh. Đó, xanh xanh bạc bạc, rất cái trâu rất là sáng các bạn nha. Đó, và đây là cái con mã số 2 nha. Đó, con mã số 2. À, và tiếp tục là con mã số 3. À, thì cái con này nó sẽ là đỏ hơn. Thì ở đây mình để cái nói chung là mình quay á, mình để cái nền là màu xanh. À, cái nền là màu xanh. Và mình quay cái đèn trắng. À, nếu các bạn cho con cá này một cái đèn màu hồng hoặc màu đỏ thì rất là nổi bật. À, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho bạn xem nha. Cái con này rất là đẹp các bạn. Nhìn ở ngoài thực tế nha, rất là đẹp các bạn nha. À, dòng này cũng là dòng lai rất là đẹp. À, đuôi dài dây dài các bạn nha. Do ánh sáng kém các bạn thông cảm nha. Và mình quay chỉ bằng chiếc điện thoại bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ vớt lên trên nè. Wow, dài quá các bạn. Quay một lần rất là cực nha. Mình các bạn xem á, mình xem một lần vậy thôi, mình cũng dớ lên xuống thường xuyên nữa. Ở đây cái con này là các bạn để ý nha, cái đỏ cái đầu nó đỏ đậm nha các bạn nha. Thì size nó vẫn là 3 ngón tay và con này là mã số 3 các bạn nha. À, cá này đầu cổ thì cũng rất là ok, rất là đẹp. À, trên cái đỉnh đầu nó cái chữ rất là ok, rất là đẹp luôn. À, và những cái trâu đó các bạn, trâu leo tới đây, đây hình như nó là full đầu luôn, đây các bạn xem nè. Và đây là con mã số 3 các bạn nha, con mã số 3. Đây là con mã số 3 nha. Đó, mình quay từ A tới Z cho các bạn xem. Đó, mình không cần phân vân phải tính shop gì hết. À, và tiếp đến là cái con mã số 4. À, bữa nay nó cũng hơi nhiều các bạn, nhiều cá hơn thường khi, chứ có lẽ video này hơi lâu. Nhưng mà các bạn có thể xem từ từ. À, và cái con này là cái body ngắn nha các bạn. À, con này là body ngắn nè. Body ngắn dây dài, đầu đỏ. Những con cá này các bạn cho một cái đèn màu hồng rất là đẹp luôn nha các bạn nha, rất là đẹp luôn. Đó, cá này rất là đẹp nha. Đầu thì khỏi chê luôn. Đó, những cái đầu nó còn trâu rồi cũng rất là đẹp. Body ngắn dây dài. Và bây giờ mình sẽ vớt lên trên.
Đây, các bạn xem nè, body ngắn lúc nào dọp nó cũng kháo khỉnh và dễ thương hết nha. Các bạn xem có rõ không ạ? Và cái con này là cái màu cũng đỏ đậm nha các bạn. Tại đây mình quay là mình hoàn toàn quay một cái đèn màu trắng, không có dùng cái đèn màu như những cái shop khác nha. Có sao quay vậy đó, cho nó dễ. Khi anh em quay về, quay một cái đèn đỏ, đèn màu này nọ cái về, cái mình bỏ một cái bình thường cái đèn trắng, cái sao ủa con cá nó màu nó không thực tế, không đẹp gì. Đây mình quay là chân thật nhất nha, quay là từ A tới Z cho các bạn xem. Đấy, và đây là cái con mã số 4, body ngắn các bạn nha. Con mã số 4 là body ngắn dạng như Phước Lộc Thọ vậy đó. Đó, cái đầu thì rất là ok, đầu to. Rồi, và đây là con mã số 4 các bạn nha, con mã số 4 rất là đẹp, rất là đẹp các bạn nha. Đây mã số 4, và tiếp tục là cái con mã số 5 các bạn nha. Thì ai yêu thích những cái dòng châu á, thì mình mua con này. Cái châu nó là bá đạo luôn các bạn nha. Và cái mang của nó các bạn, cái mang của nó là màu cam nha. Các bạn để ý cho kỹ nha, cái mang là màu cam. Nó quay như vậy là rất là chi tiết ha. Và đây là cái con mã số 5. Bây giờ mình sẽ vớt từ trên xuống, xem màu sắc nó sẽ như thế nào. Đó, và đây mình quay từ trên xuống nha. Màu sắc rất là chân thật các bạn nha. Không có dùng đèn màu. Đó, cá sao là màu y chang như vậy các bạn nha. Con cá này là châu rất là đẹp. Thì con này body nó ngắn nha các bạn nha. Thì anh em nào yêu thích những cái dòng châu thì mình có thể chọn con này. Màu sắc cũng rất là bắt mắt và đẹp. Tiếp tục là cái con mã số 6 các bạn nha. Đây con mã số 6. Cái con mã số 6 này cái đầu rất là to nha các bạn nha. Thì đây là cái dòng châu lai các bạn nha. Châu lai cái đầu rất là khủng nha. Rồi, thì cái size em nó khoảng là gần 3 ngón. Body cũng ngắn các bạn nha. Body ngắn dây dài. Cái đầu nó thì khỏi chê các bạn nha. Ai thích những cái dòng đầu bự thì mình có thể chọn con này. Tuy nó bé nhưng cái đầu rất là khủng nha. Bây giờ mình sẽ vớt lên trên. Bây giờ mình sẽ vớt lên trên. Các bạn xem con cá cái đầu rất là khiếp luôn. Nhỏ mới có vỏ các bạn. Con này cái đầu là khổ chê các bạn nha. Rất là đã các bạn nha. Cái đầu như là trái chanh vậy đó. Đây, các bạn xem cái đầu nó nè. Đây, nhìn ốp sát tường nha. Đây. Thì ai yêu thích những cái dòng mà đầu bự á, đầu to chà bá thì cái con này chỉ có duy nhất một con các bạn nha. Rồi, thả nó ra nha. Và đây là con mã số 6 nha các bạn. Cái con mã số 6 thì anh em nào mua vui lòng nói cái mã là mình sẽ biết con nào nha. Và tiếp tục là cái con mã số 7 các bạn nha. Con mã số 7 nè. Cái con mã số 7. Mình lùa nó ra nha. Và đây cái con mã số 7 các bạn. Cái con này cái vân châu cũng rất là sáng các bạn nha. Thì đây con này là màu đỏ nha. Này màu đỏ. Nó hơi quậy quá. Cái con này là mã số 7 các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vớt lên trên luôn nè. Đầu thì chà bá luôn các bạn nha. Đầu chà bá luôn. Thì mình quay rất là chân thật nha các bạn nha. Cá sao mình quay y chang này, không có chỉnh sửa gì hết. Các bạn chỉ có cần ở nhà mình thích con nào mình nhắn với mình là được. Và đây cũng mã số 7.
đầu trâu rất là đẹp các bạn nha. Và tiếp tục là cái con mã số 8 các bạn nha. Cái con này cái màu cũng rất là đặc biệt. Và đây là cái con mã số 8. Nó hơi nhát các bạn nha. Cho cá cũng mới về thôi. Bây giờ mình sẽ lùa nó ra. Đây. Thì cái con này là ba màu các bạn nha. Con này là ba màu nè. Đó, màu đỏ, màu xanh và cam nha. Cái đuôi là đuôi cam nha. Thì con này chỉ duy nhất một con thôi. Nhưng mà cái dây đuôi cực kỳ dài các bạn nha. Đó, các bạn xem cho kỹ nha. Và cái dây đuôi này cực dài luôn. Và màu đỏ, xanh cam. Cái con này các bạn cho một cái hồ với cái phôm đỏ thì nó lên màu rất là đẹp. Và đây em nó màu sắc chân thật nhất, cái màu đỏ rất là đậm các bạn nha. Tại đây mình bỏ vào cái hồ với cái phông xanh đèn trắng nên nó không phát huy hết cái màu của nó. Thì cái đuôi nó là màu cam nha các bạn nha, cam vàng. Còn cái mình màu xanh, cái đầu là màu đỏ. Đó. Cá này đặc biệt, con này chỉ có một con duy nhất các bạn. Thì rất nhiều anh em hỏi những cái dòng cá ba màu thì ở đây mình chỉ có một con này thôi. Thì anh em nào mua thì cứ nhanh tay nha. Và mỗi đợt cá đều khác nhau các bạn. Đây. Mỗi một đợt cá là khác nhau, không có giống. Và đây là con mã số 8 nha các bạn nha. Số 8, con mã số 8 nha. Rồi, đó. Thì là hết cái dãy hồ bên đây. Thì mình sẽ phân ra hai clip nha các bạn. Cái quay nó nhiều quá, mình quay thấy lòng vòng quá các bạn nha. Mình phân ra hai clip cho các bạn lựa. Và clip sau mình sẽ quay những cái con cá bên kia ha. Những cái dòng màu đỏ. Rồi ok, bây giờ mình xin kết thúc video nha. Thì anh em nào đặt hàng thì nhớ điện thoại cho mình qua số điện thoại mình để dưới màn hình hoặc là liên hệ qua Zalo. Cái link Zalo mình để dưới cái phần mô tả, thì các bạn xuống cái phần mô tả có cái chữ tên xanh đó, các bạn nhấn vào thì sẽ vào được cái Zalo của mình. Đó. Thì anh em nào đặt hàng thì đặt sớm sớm nha, tại cái số lượng hàng cũng khá là ít các bạn nha. Đó. Thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và video sau mình sẽ quay những cái dàn cá màu đỏ phía bên kia nha.